Với một thành phố lớn như Hà Nội, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải, luôn là vấn đề cấp bách trong bối cảnh tắc đường thường xuyên diễn ra như hiện nay. Tuy nhiên, có một vấn đề mà không ít người băn khoăn, đó là nhiều tuyến đường mới sắp được xây dựng ở Hà Nội, dù không nằm ở các quận trung tâm, nhưng đều có kinh phí lên tới hàng trăm tỷ đồng cho một km. Đáng chú ý hơn là kinh phí được sử dụng trong xây dựng chỉ chiếm một phần rất nhỏ, trong khi tiền để giải phóng mặt bằng lại chiếm gấp 5, thậm chí là gấp 10. Và thông tin về những tuyến đường đắt nhất Việt Nam đã không còn quá xa lạ. Liệu có phải là Hà Nội thích phá kỷ lục về những con đường đắt nhất hành tinh, hay là còn nguyên nhân nào khác đằng sau những dự án này? Để có cái nhìn toàn diện hơn, trong chuyện tối nay chúng tôi đã mời tới trường quay Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy, nguyên giám đốc nhà xuất bản Giao thông Vận tải. Lời đầu tiên cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã tới với trường quay của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trước khi tới với cuộc trò chuyện với Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thủy thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một tổng hợp ngắn sau đây. Tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục có chiều dài 2,2 km, mặt cắt ngang 50 m, vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chính thức trở thành một trong những tuyến đường đắt nhất Việt Nam. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án này là 7.210 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng chỉ khoảng hơn 627,6 tỷ đồng, còn lại chi phí giải phóng mặt bằng chiếm tỷ lệ lớn với 5.818 tỷ đồng, được bố trí từ nguồn ngân sách của thành phố. Ước tính trung bình mỗi 1 mét dài tuyến đường có tổng chi phí đầu tư lên tới 3,5 tỷ đồng. Trước đó, năm 2013, tuyến đường Ô Chợ Dừa Hoàng Cầu, Đống Đa Hà Nội khánh thành. Tổng mức đầu tư cho đoạn đường dài 547 mét là 810 tỷ đồng, tương đương 1,4 tỷ đồng mỗi mét. Một trường hợp khác là đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài ở Cầu Giấy, Hà Nội, được thông xe vào năm 2015. Dù có chiều dài chỉ hơn 500 mét, nhưng tổng mức đầu tư lên tới 969 tỷ đồng, tức là trung bình gần 2 tỷ đồng trên 1 mét. Hay tuyến đường Ô Đông Mác Nguyễn Khoái cũng không phải là ngoại lệ. Vâng, thưa Tiến sĩ Xuân Thủy, là thực tế có những tuyến đường ở Hà Nội không phải nằm ở những quận trung tâm nhưng mà vẫn có giá thành để đầu tư xây dựng lên tới là vài trăm tỷ cho một km. Vậy thì theo ông liệu có phải là chi phí để giải phóng mặt bằng là một trong số những nguyên nhân chính để dẫn tới cái chi phí tăng cao đến như vậy hay không? Vừa qua thì qua thông tin tôi thấy là có nhiều cái tuyến đường mà xây dựng với cái giá quá cao. Mà thật ra thì không phải là chỉ có những cái tuyến đường trong nội đô mới cao đâu. Ngay như là chúng ta biết cái đường cao tốc Bắc Nam đấy, cái đoạn Quảng Nam Đà Nẵng đi Quảng Ngãi đấy, 35.000 tỷ cũng là giá rất cao. Vì vậy cho nên nguyên nhân mà giải phóng mặt bằng thì không phải là nguyên nhân chính, mà nó có nhiều nguyên nhân khác. Vâng. Có một điều khiến dư luận đặt ra là liệu rằng chi phí cho một con đường cao như thế thì có lợi ích nhóm đằng sau hay không? Vậy thì Tiến sĩ Xuân Thủy nghĩ sao về những nghi vấn này ạ? Về vấn đề lợi ích nhóm thì tôi không phải là người điều tra nên tôi không thể nói thẳng cái vấn đề này. Nhưng mà tôi cho rằng là trong cái cơ chế mà tạo ra con đường ấy, từ cái anh thiết kế đến cái anh đấu thầu, rồi vấn đề hợp đồng, rồi các cái cơ quan liên quan nó cũng đều có những yếu tố mà kích thích gây ra cái vấn đề tăng giá. Tôi nói ví dụ là để quyết định một con đường đâu phải là chỉ của Bộ Giao thông, nó là của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư, việc cái ngân hàng nữa, mà trong đó cái anh là kế hoạch đầu tư rất quan trọng. Đấy. Mà các bạn nhớ rằng là một cái người mà theo dõi cái Bộ Giao thông hoặc là theo dõi các bộ thì ở bên Thủ tướng chỉ có một người thôi. Đấy. Mà người này rất quan trọng. Thường thường là cái anh này là hàm vụ phó. Đấy. Nhưng mà anh này lại là rất quyết định cái vấn đề là cho Bộ Giao thông làm hay không, làm cái gì, giá như thế nào, làm ở đâu. Phải không ạ? Và kể cả vấn đề là hiệu quả này nọ. Thì tôi thấy là ở đây tôi thấy là cái bộ máy mà quyết định những cái vấn đề quan trọng, những cái giá trị lớn như thế về kinh tế phải có những cái hội đồng và có những cái chuyên gia giỏi. Chứ không thể là một cái anh phụ trách một trong cái văn phòng thủ tướng phủ để tôi mạn phép tôi nói là trong văn phòng thủ tướng là có một hai người phụ trách một bộ thôi, mà những người này là quyền lực rất lớn. Vì vậy cho nên là do đó cho nên cái tầm nhìn cũng như là vấn đề quyết định những vấn đề quan trọng là không thể chính xác được. Và nói thật, Thủ tướng cũng không có thời gian mà giám sát được đâu. Cho nên là những người này theo tôi, trong cơ chế mà theo dõi và đánh giá, trong đó có quyết định giá trị của một con đường hoặc là một cái công trình kinh tế nào đó thì phải có một hội đồng và phải có những cái chuyên gia giỏi, có nhiều kinh nghiệm thì mới quyết định được. Chứ không nên cơ chế như hiện nay.
Như vậy là để tránh cái vấn đề lợi ích nhóm cũng như là để giảm cái chi phí để xây dựng một con đường thì chúng ta cũng cần xem xét lại cái cơ chế để xin xét duyệt việc xây dựng một con đường, đúng không ạ? Và chúng ta phải đặt quyền lực vào một cái hội đồng có chuyên môn thay vì là vào một hay là hai cá nhân cụ thể. Còn vấn đề là tôi vừa nói cái ý là quá nhiều cơ quan. Và có người cơ quan sẽ đưa đến vấn đề cơ chế xin cho. Mà xin cho tức là trong đó có lợi ích nhóm. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là có những cái Bộ Giao thông đã, tôi biết cái thông tin là Bộ trưởng Bộ Giao thông đã đồng ý để duyệt cái đơn giá của một tuyến của hệ thống tàu điện ngầm của nước mình với cái giá là khoảng 180.000 đô la một cây số. À xin lỗi, 180 triệu đô la một cây số. Mà trong cái đó của Mỹ, của Pháp, của Đức người ta chỉ làm khoảng 170 triệu thôi. Thế Việt Nam tại sao lại đắt hơn được? Tôi cho Việt Nam chỉ có thể rẻ hơn chứ không thể đắt hơn được. Vì vậy cho nên là trong đó có những vấn đề mà liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm. Theo tôi là như vậy. Nhưng mà cái đó phải điều tra, phải xem xét kỹ. Vâng, so sánh với những chi phí xây dựng các con đường ở các nước láng giềng cũng như là trên thế giới thì chúng ta thấy có cái sự khập khiễng, đúng không ạ? Vậy thì theo như tiến sĩ Xuân Thủy, để tránh lặp lại những cái con đường đắt nhất Việt Nam, đắt nhất hành tinh như vậy thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Theo tôi ấy, thì cái việc mà chống ùn tắc cũng như chống giảm tai nạn giao thông không chỉ là thuần túy là con đường. Không chỉ là thuần túy là chúng ta gạch thẳng một con đường rồi chúng ta phá nhà dân, giải tỏa nhà dân hay là phá thì cũng thế, phải không ạ? Phá nhà dân vậy thì chi phí rất lớn. Nếu chúng ta làm như vậy thì sẽ tiếp tục sẽ có những con đường rất hết sức đắt. Mà lâu nay chúng ta đã có những cách làm như thế, ví dụ là đường xã Đàn hoặc là đường sắp đến là chúng ta làm đường Đỗ Hoàng Cầu đấy. Thì là chúng ta kẻ thẳng và chúng ta chỗ nào vướng thì chúng ta xô. Chúng ta phá nhà dân để chúng ta làm đường thì đó là một quan điểm rất sai lầm. Vì chống ùn tắc không phải là chỉ có là hạ tầng là con đường như là chúng ta biết đấy. Để mà chống ùn tắc thì trước hết là chúng ta phải là đúng, phải chú ý vấn đề hạ tầng. Nhưng mà hạ tầng ở đây không chỉ là chiều rộng của con đường mà hạ tầng ở đây là giải quyết chủ yếu vấn đề ngã tư. Phải không ạ? Ngã tư là nơi ùn tắc. Vậy thì ngã tư chúng ta phải dùng các hệ thống giao thông thông minh này. Chúng ta dùng cái hệ thống là ngã tư lập thể này, hoặc là đường lên đường xuống này, phải không ạ? Thì ở các nước như Nhật người ta đã đi 2-3 tầng cơ mà, Bangkok cũng vậy. Vì vậy cho nên chúng ta tận dụng các không gian chứ không nên là phá nhà dân, hạn chế hết sức vấn đề phá nhà dân. Đấy. Cái thứ hai á, là quan niệm rằng là đất nhà nước thì chúng ta phá nhà nào cũng được, theo tôi không nên như vậy, phải không ạ? Người Việt Nam mình có cái truyền thống gọi là nhà thổ cư mà. Cho nên là cái truyền thống đó có khi hàng trăm năm, cái nhà người ta đang ở như thế này là cả một kỷ niệm, cả một ký ức và cả một cái chiều dài lịch sử của mỗi gia đình. Thế chúng ta lại, đây là đất của nhà nước, chúng ta lại phá nó đi, phải không ạ? Một cách đơn giản. Vậy thì không những là đền bù thì rất đắt mà là mất cái truyền thống của gia đình và mất cái gọi là cái gì đó, cái văn hóa của mỗi gia đình. Thì đó, chúng ta coi cái đó nó quá nhẹ nhàng đi. Rồi chỉ coi cái vấn đề chống ùn tắc và mở rộng con đường là chính mà quên đi cái này. Và cái thứ ba là theo tôi là để chống ùn tắc thì không chỉ là đường, phải không ạ? Tôi vừa nói xong đấy, con đường Hoàng Cầu nối về chỗ về con đường Hoàng Cầu chỉ có hơn hai cây số thôi mà là hơn 7.000 tỷ. Thì nếu ta làm một tàu tuyến, một cái đường tàu điện ngầm, mà tàu điện ngầm là đắt nhất thế giới đấy, đắt nhất đấy, không có cái ca nào mà đắt bằng, thì cũng làm được cái đường đó. Phải không ạ? Làm được đường đó. Vì vậy cho nên tôi nói, tôi so sánh thì thấy là nó cực kỳ đắt. Có những phương án khác mà chúng ta có thể lựa chọn để tiết kiệm hơn. Chúng ta có thể làm nhiều phương án khác. Một lần nữa xin trong cảm đó ơn. Có vấn đề là thay đổi kiến trúc này, giãn dân ra này, phải không ạ? Bớt xây dựng nhà cao tầng trong đô thị này, phải không ạ? Chuyển bớt các cơ quan không cần thiết ra ngoài này. Còn rất nhiều những phương, rất nhiều phương pháp mà không nhất thiết phải là phá nhà, không phải là làm một cách là, mà theo tôi một con đường chỉ có 2 cây số mà làm sao có thể giải quyết được ùn tắc cho thủ đô được? Có 2 cây số thôi, một cái chấm đen trên một đô thị thôi, thì theo tôi là quá đắt và không cần thiết, mà không xứng đáng với khoản tiền chúng ta bỏ ra. Tất nhiên tôi nói ra để tham khảo thôi. Vâng, một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Xuân Thủy đã tới với trường quay Trà Buổi Tối của chúng tôi với những chia sẻ rất là sâu sắc, và chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin được kính chào tạm biệt.